Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life cùng với những bác sĩ của chúng tôi đem đến cho quý vị những kiến thức bổ ích về những căn bệnh thường gặp trong cuộc sống. Thưa quý vị, nội tiết tố nam testosterone thì có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì cũng như là phát triển các đặc điểm thể chất và sinh lý của nam giới. Ngày hôm nay cùng với chủ đề đó là testosterone và sức khỏe nam giới, chúng tôi đã mời đến đây một vị bác sĩ quen thuộc sẽ cùng đồng hành với quý vị khán giả. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa tiết niệu và nam học Tô Hiệu. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Xin chào MC Công Nghĩa và xin chào quý vị khán giả xem truyền hình. Thưa bác sĩ Tô Hiệu, trước tiên thì có lẽ là chúng ta sẽ đi từ khái niệm ạ. Bác sĩ có thể cho biết testosterone là gì và nó được sản sinh từ đâu trong cơ thể ạ? Vâng, testosterone thì là một hormone của sinh dục nam. Đây là hormone có vai trò quan trọng đối với mọi chức năng của nam giới, từ cái chức năng sinh sản, tình dục đến mật độ xương cơ và sự phát triển. Và testosterone thì được sản sinh chủ yếu ở tinh hoàn, chiếm đến tỷ lệ 95%, mà một phần nhỏ được sản xuất ở tuyến luyện thận, chỉ 4%. Vâng, thưa bác sĩ, đó là những khái niệm về testosterone. Thế còn vai trò của testosterone trong các hoạt động nội tiết thì sao? Bác sĩ có thể chia sẻ cùng với Công Nghĩa và quý vị khán giả. Vâng, hệ thống nội tiết là một hệ thống bao gồm các tuyến sản xuất các hormone vào trong máu. Và tinh hoàn là tuyến nội tiết, nó được coi là một tuyến nội tiết sản xuất ra testosterone chính cho cơ thể. Một phần nhỏ là tuyến luyện thận sản xuất testosterone. Và testosterone thì có tác dụng quan trọng đối với cơ thể nam giới. Ngay từ lứa tuổi trưởng thành thì nó có tác dụng là hình thành nên chất giọng này, sự mọc lông trên cơ thể và sự tăng trưởng của tinh hoàn của các cơ quan sinh dục ngoài. Ngoài ra thì testosterone nó còn có tác dụng đến mật độ cơ xương cho cái sự phát triển của cơ thể. Với nam giới thì Công Nghiệp có chia sẻ từ phần đầu chương trình, testosterone có vai trò rất quan trọng. Vậy thì trong hoạt động tình dục thì sao? Thưa bác sĩ Tô Hiệu, testosterone có vai trò như thế nào đối với những hoạt động như vậy ạ? Về cái khả năng tình dục, hoạt động tình dục thì chúng ta nên nói về cái độ tuổi dậy thì, vì đây là độ tuổi mà hoạt động tình dục đạt đỉnh cao nhất. Và lượng testosterone cũng vậy, lượng testosterone được sản xuất ở giới hạn cao nhất ở độ tuổi hoạt động tình dục. Nó có tác dụng làm cho giọng phát triển giọng nói của nam giới trầm hơn, ấm hơn và kích thích phát triển của tinh hoàn, dương vật và lông mu và mọc một số lông và râu ở trên cơ thể nam giới. Ngoài ra thì testosterone có tác dụng làm tăng cái ham muốn tình dục, tăng cái bản chất giới tính của nam. Những người mà lượng testosterone giảm thì sẽ bị suy giảm cái ham muốn tình dục, dẫn đến một số bệnh lý rối loạn cương dương, yếu sinh lý. Thưa bác sĩ, qua hòm thư điện tử của chương trình có một vị khán giả có tên là Vũ Giang ở tại Hà Nội có gửi một câu hỏi như sau, Công Nghĩa xin được chia sẻ tới bác sĩ. Thưa bác sĩ, là em năm nay 38 tuổi và dạo gần đây khả năng sinh lý của em không được tốt lắm. Em không có ham muốn tình dục nữa và ngay cả khi xem những cái bộ phim với những cái hình ảnh mát mẻ thì cũng không có ham muốn. Vậy thì bác sĩ cho em hỏi, có phải em bị suy giảm testosterone hay không? Em có xem ở trên báo đài có thấy gần đây có một cái sản phẩm là bổ thận nam Viking Men có tác dụng là sản sinh testosterone rất hiệu quả. Vậy thì bác sĩ cho em hỏi, với tình trạng của em có sử dụng được sản phẩm này hay không? Em xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, theo các nghiên cứu của Hiệp hội Niệu khoa Châu Âu thì từ năm 30 tuổi trở đi thì lượng testosterone có thể giảm dần theo hàng năm với tỷ lệ 1-2% một năm. Và ở độ tuổi của bạn bây giờ là 38 tuổi đúng không ạ? Thì độ tuổi này thì hàm lượng testosterone có thể giảm chỉ còn là 65-70% so với bình thường. Đấy là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng mà để định lượng chính xác hơn thì các bạn nên đi xét nghiệm để biết rằng
để kiểm tra phát hiện rằng cái lượng testosterone trong cơ thể hiện tại là bao nhiêu để có phương pháp hướng xử trí điều trị nó kịp thời. Sản phẩm bổ thận nam Viking Men thì có tác dụng là tăng sản sinh testosterone một cách tự nhiên, và vì vậy bạn hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này để hỗ trợ điều trị. Vâng, thưa bác sĩ, tôi hiểu thân mến, công nghĩa thì có để ý ạ. Bác sĩ có chia sẻ về một sản phẩm bộ thận nam Viking Men đúng không ạ? Và trong đó có một cái thành phần đó là sâm mắc ca. Mà theo công nghĩa được biết thì sâm mắc ca có cái tác dụng rất là tốt trong việc sản sinh testosterone cũng như là tăng cường sinh lý nam giới. Bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về thành phần này trong sản phẩm bộ thận nam Viking Men để quý vị khán giả có thể được biết rõ hơn được không ạ? Vâng, sâm mắc ca thì chứa rất nhiều loại vitamin và khoáng chất, nhưng quan trọng là chứa hai hợp chất quan trọng là mangan và acamid. Chính hai hợp chất này thì có tác dụng làm tăng sản sinh testosterone, từ đó dẫn đến tăng ham muốn tình dục và hỗ trợ điều trị tình trạng yếu sinh lý. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng là những thông tin vừa rồi mà bác sĩ Tô Hiệu đã chia sẻ cùng với quý vị, quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích để chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng như những thành viên trong gia đình được tốt hơn. Quý vị đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn có thể liên lạc đến số hotline 0854400102 hoặc có thể gửi thư về với địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115a@gmail.com. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.